Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, tôi xin trình bày khái quát về hệ thống giáo dục tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Những thông tin mà tôi trình bày trong video này được trích dẫn từ nguồn Wikipedia và từ những cái hiểu biết cá nhân và những cái nhân chứng đã từng được học trong cái hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Do đó, nếu có những cái thiếu sót, xin quý vị đăng ký kênh để theo dõi và comment ở phía dưới video để giúp cho kênh chúng tôi được hoàn thiện hơn. Kính thưa quý vị, sau Hiệp định Geneva năm 1954, thì Việt Nam được chia thành hai miền Nam Bắc với làn ranh biên giới tạm thời là vị tuyến 17. Từ vĩ tuyến 17 trở vào thì do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát và đứng đầu là Tổng thống Ngô Đình Diệm hay còn gọi là nền đệ nhất Cộng hòa. Và cùng với việc bắt tay vào để hoàn thiện cơ thể chế chính trị tại miền Nam Việt Nam, thì việc hình thành nền giáo dục cũng được dần hoàn thiện và nền giáo dục của miền Nam Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa thì được tính từ năm 1955 đến năm 1975 như vậy chỉ vỏn vẹn 20 năm. Theo đó thì hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng hòa gồm có 3 cấp học là tiểu học, trung học và đại học cùng với một mạng lưới các cái cơ sở giáo dục công lập, dân lập và tư thục ở cả ba bậc học và cái hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương tới địa phương. Hiến pháp của Việt Nam Cộng hòa quy định rằng cái việc cố gắng xây dựng một cái nền giáo dục cơ bản mang tính bắt buộc và miễn phí. Các cái trường đại học thì được quyền tự trị. Và những cái người có khả năng mà không có phương tiện thì sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn. Ngay từ những ngày đầu thành lập nền đệ nhất Cộng Hòa, tôi cũng xin mở ngoặc để nói một chút về nền đệ nhất Cộng Hòa. Nền đệ nhất Cộng Hòa thì tồn tại từ năm 1955 đến năm 1963. như vậy cũng chỉ vỏn vẹn 9 năm và nền đệ nhất Cộng Hòa này còn được gọi là chính quyền Ngô Đình Diệm là cái chính thể của Việt Nam Cộng Hòa được thành lập sau một cái cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 ở miền Nam Việt Nam. Theo đó thì những cái người làm công tác giáo dục ở miền Nam đã bắt đầu xây dựng các cái nền móng đầu tiên cho nền giáo dục. Những cái vấn đề đó là triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, các cái chương trình học, và tài liệu giáo dục và các cái phương tiện học tập À, rồi vai trò của nhà giáo, các cái cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường học, à, việc đánh giá kết quả học tập và cái khâu tổ chức quản trị. Nhìn chung thì người ta thấy cái mô hình giáo dục ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1970 thì có khuynh hướng xa dần cái ảnh hưởng của Pháp, vốn chú trọng đào tạo một số ít phần tử ưu tú trong xã hội và có cái khuynh hướng thiên về lý thuyết để chấp nhận một cái mô hình giáo dục của Hoa Kỳ có cái tính cách đại chúng và thực tiễn hơn Về tổ chức cái hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam thì được chia thành 3 cấp học Thứ nhất là tiểu học Thứ hai là trung học Trung học thì chia ra làm hai phần là trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp Và cuối cùng là bậc đại học Thì đối với bậc tiểu học á, thì gồm có 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5 Trong cái thời đệ nhất Cộng Hòa thì gọi là lớp 5 là lớp 1 lớp 4 là lớp 2, lớp 3 là lớp 3, lớp nhì thì tương đương với lớp 4 bây giờ và lớp nhất là tương đương với lớp 5. Ừ, ở bậc trung học thì đối với trung học đệ nhất cấp là từ lớp 6 đến lớp 9. Ừ, thời đệ nhất Cộng Hòa thì cũng gọi theo cái cách như sau. Lớp 6 đó được gọi là đệ thất, đệ lục là lớp 7, đệ ngũ là lớp 8 và đệ tứ là lớp 9. Đối với bậc trung học đệ nhị cấp thì từ lớp 10 cho đến lớp 12. Lớp 10 thì gọi là đệ tam, đệ nhị là lớp 11 và đệ nhất là lớp 12 và sau cùng là bậc đại học. Và vào thời đó thì họ cũng ưu tiên là phổ cập tiểu học, tức là mọi trẻ em đến 6 tuổi đều có quyền đăng ký đi học tại một trường công và không phải đóng bất kỳ một khoản lệ phí nào. Tuy nhiên thì từ cấp 2 trở đi thì không được phổ cập nữa. Trong suốt quá trình học tập thì học sinh phải trải qua bốn cái kỳ thi đặc biệt quan trọng sau đây Thứ nhất là thi tiểu học Sau khi học xong lớp 5 à, Tương đương với cấp 1 bây giờ Thì sẽ trải qua một cái kỳ thi gọi là thi tốt nghiệp tiểu học Sau khi thi tốt nghiệp tiểu học xong Thì học sinh sẽ được học ở cái bậc trung học đệ nhất cấp à, Tức là tương đương với cấp 2 bây giờ Thì sau khi mà học xong lớp 9 Thì học sinh được thi một cái bằng trung học đệ nhất cấp Để chuẩn bị vào trung học đệ nhị cấp Tức là vào cấp 3 bây giờ. Ở trung học đệ nhị cấp thì học lớp 10, lớp 11. Sau khi học xong lớp 11 thì phải trải qua một cái kỳ thi gọi là kỳ thi tú tài 1. Nếu mà học sinh không có đậu tú tài 1 thì không thể nào vào học lớp 12 được. Đó là điều kiện bắt buộc. Sau khi học xong lớp 12 thì sẽ trải qua một kỳ thi nữa gọi là kỳ thi tú tài 2. Hoặc là gọi là kỳ thi tú tài toàn phần. Nếu mà không đậu tú tài 2 thì không thể ghi danh vào học đại học được. Tuy nhiên, kỳ thi tú tài 1 chỉ thực hiện cho đến năm 1973 thì chính phủ Việt Nam Cộng hòa lúc đó bãi bỏ cái kỳ thi tú tài 1, như vậy là chỉ còn có một kỳ thi tú tài đôi hay người ta còn gọi là thi tú tài toàn phần. Đối với hai cái kỳ thi tú tài 1 và tú tài 2 nó có một cái sự chọn lọc rất cao. Đối với tú tài 1 thì tỷ lệ đậu chỉ khoảng 15 đến 30% thôi và tú tài 2 hay người ta còn gọi là tú tài toàn phần thì tỷ lệ đậu cao hơn là 30 đến 45%. Nếu nam sinh thi rớt tú tài 1 thì phải trình diện để đi quân dịch 2 năm hoặc là đăng ký vào học ở trường hạ sĩ quan đồng đế Nha Trang. Vào thời đó đối với những cái nam sinh mà thi rớt tú tài 1 mà phải đi quân dịch thì thường có cái câu thơ nói chuyện vui là Rất tú tài anh đi trung sĩ em ở nhà lấy Mỹ nuôi con đó là cái câu thơ vui của những học sinh thi rớt tú tài một mà phải đi quân dịch thì thường nói cái câu thơ đó. Trên đây là một số cái thông tin về cách tổ chức các cái cấp học dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo về nền giáo dục tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt quý vị